lâu nữa à, rồi ra rồ thôi, phải ra rồ mà cũng cấy được không, phải cấy được cút. Thì đám trên thì thế, đám trên hôm qua nó bảo làm trâu này chết. Nếu mà nó kéo dọc, kéo xuôi thì bảo là mình còn theo cái dòng ấy, nó kéo ngang mình ấy xuôi ấy là được. Hôm nay ông chờ ông bảo mỗi đám phải bừa lại 3 lần thôi ông mới ống được rồi. Ông bừa giờ này mới đang ống cái đám dưới. Bây giờ mới đang ống cái đám dưới. Ông ấy ống xong ông lại còn phải lấy người ông ấy ống rồi cả. Nói chung là kéo bây giờ nó bù ra là nó ấy. Ôi trong qua mà cấy cái gì nữa. Đã bảo là ông ấy là bừa lại cho em một lượt lượt nữa đi chứ như này không cấy được đâu. Ông bảo là thôi vừa cấy vừa xoa. Mình bảo xoa thì đéo được cái đám mẹ mấy thước thì em đéo nói làm gì, nhưng mẹ ba xào ruộng của em mà bảo xoa thì có mà đéo ai là cái người xoa được. Chả nói đấy à, nói nhưng mà nó có thèm bảo gì đâu. Nói chung là năm nay chả một cái đám ruộng nào là không kêu cả. Xong rồi nó cứ cho cái mảnh gỗ đằng sau ấy, nó lao nó bằng lừ ấy thôi. Đây. Có ai cày được ai bảo thế, nó tự làm. Băm món nhà em lúc nào còn chả ai biết đi. Không. Nhưng mà vụ trước nó làm rồi còn đỡ chị ạ. Thì nó phay. Mình chả ấy đâu, đằng nào mình vẫn phải thuê máy. Nhưng mà phay thì phải làm cẩn thận chứ đéo ai mẹ cái trên trời cái dưới đất. Mà bảo ông ấy là bừa lại một lượt đi. Không là không chị ạ. Ông lại bảo em là vừa cấy vừa xoa, bố em chả xoa được cái chỗ đấy. Có nghĩa là hắn thì vẫn tính là kể cả cày hay không cày không cần biết, nhưng mà vẫn cứ tính là từ lúc cày cho đến bừa cấy. Nhưng mà làm nó phải ấy chứ, eo mẹ làm này chết. Thì 10 nhà thì 4 nhà làm ẩu, 4 nhà làm ẩu, còn 6 nhà làm cẩn thận cho người ta thì còn bảo là người nọ người kia phải không. Đây 10 nhà thì cả 11 nhà kêu.